từ từ đầu đêm tới pháp âm truyền trao cho đời, vượt thoát ưu phiền trầm luôn đau khổ. Tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng tu. Người từ từ khi vô thủy đắm say trần duyên buộc ràng, lầm tưởng sang giàu là chân hạnh phúc. Tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng tu. Cùng góp lời ca đem câu kinh Phật khai tâm mê tình của mọi chúng sinh. Nam mô ta gieo cây lành trái ngọt mai sau. Say trong luân hồi tham sân si kia làm ta đau khổ vui sướng chi, sao không lo tu rèn tâm luyện trí. Ôi tình pháp duyên tăng là duyên, kệ kinh chuyên cần của chúng tu. Để tiếp chuyện với các vị trong cái khóa tu niệm Phật lần thứ 17. Hôm nay thì tôi trở về với các vị để cùng trao đổi Phật pháp với các vị trong khóa tu niệm Phật. Thì có cô Phật tử Nguyên Hương Nguyên Nghĩa đại diện cho các Phật tử mang thông điệp của các vị trong khóa tu, và trong đó có lời gửi gắm của thầy trụ trì cách nay hình như là khoảng 8-9 tháng gì đó, phải không ạ? Thì tôi công việc quá nhiều, và hơn nữa là sức khỏe không được tốt, cho nên là tôi đã từ chối. Nhưng mà cô đưa cái lịch ra là từ tháng 2 cho đến tháng 12, thầy muốn chọn những ngày cuối cũng được. Thì tùy duyên thôi, bây giờ thấy lòng nhiệt tình của các vị, tôi cũng cố gắng sắp xếp. Thật ra Vĩnh Long cũng là quê hương của tôi. Mặc dầu tôi không được may mắn sinh phùng Trung Quốc, tức là ở tại trung tâm đô thị, nhưng mà mình cũng có tiếng là dân của Vĩnh Long, quê hương Vĩnh Long. Thì trở về đây như là lá rụng về cội vậy thôi, coi như tình đồng hương quen biết với tất cả các vị. Thì dầu sao trực tiếp gián tiếp, thầy nghĩ các vị cũng đã biết thầy ít nhiều. Ở trong đây có ai chưa từng biết không ạ? Hả?
Ồ, vậy hả? Hèn chi thấy gương mặt nào cũng có cái sự thân quen đâu đó không? Thì các vị tạo một cái đạo tràng tu học như vậy là quá tốt rồi. Và tôi được biết rằng ở đây cũng thỉnh thoảng quý thầy từ các nơi về giảng thường xuyên cho các vị. Cái hoàn cảnh môi trường hay là cái điều kiện, cái điều đó không quan trọng, nhưng mà tấm lòng học Phật của các vị mới là quan trọng. Bởi vì việc học Phật, tu Phật hay là giải thoát theo con đường Phật Pháp, nó không lệ thuộc vào cái điều kiện môi trường. Nếu sự giải thoát của các vị có được, dầu các vị ở trong cái quán bán phở, các vị cũng giải thoát được nữa, chứ không phải cần nhất thiết là phải ở chùa. Hay là các vị đang làm giữa đồng, các vị cũng có thể giải thoát được. Các vị quét rác giữa chợ cũng có thể giải thoát được. Cho nên các vị khi mà học tu theo Phật Pháp á, thì những cái môi trường như thế này mà có cho các vị tu học thì càng tốt. Mà nếu không thì cũng chẳng hề gì, nếu nơi đó có tấm lòng của các vị. Cho nên điều này thầy có giảng trong một cái bài giảng, đó là ngôi chùa tâm linh. Thầy có nói tất cả các vị là một ngôi chùa ở trong lòng. Nếu trong lòng của các vị có chùa thì nơi này có thể là bình thường như thế này, nhưng 5 năm sau, 10 năm sau nó có thể trở thành một ngôi tự viện khang trang, là vì cái ngôi chùa tâm linh các vị có. Còn bây giờ ở đây là một ngôi chùa khang trang mà ngôi chùa tâm linh trong lòng các vị không có đó, thì cái ngôi chùa này nó sẽ băng hoại theo ngày tháng, nó sẽ đi theo thời điểm vô thường. Vì vậy giá trị của việc học tu là ở ngay trong cái sự nhận thức giác ngộ về Phật Pháp trong lòng của các vị là điều quan trọng. Cho nên một cái điều kiện đơn giản như thế này mà các vị về học tu như thế này, tôi rất là mừng. Trong mấy năm qua các nơi đều có tổ chức cái đạo tràng tu học như thế này, từng bước giới thiệu đạo Phật đến mọi người. Những người đi trước, những người từng học hỏi, những người biết Phật Pháp, giới thiệu đến những người chưa biết Phật Pháp. Có thể tự thân ta không giới thiệu được, chúng ta nhờ những cái đĩa của các thầy nói hộ cho ước mơ của chúng ta. Chúng ta dùng cái đĩa của các thầy để giúp cho các Phật tử hiểu được Phật Pháp hơn. Bởi vì có những khi chúng ta hiểu mà chúng ta lý giải không có được. Đôi khi chúng ta nói người khác cãi, chúng ta cãi lại không được, thành ra chúng ta nói không được. Cho nên bây giờ nhờ những cái đĩa của các thầy để giới thiệu đạo Phật đến mọi người, để giúp mọi người nhận thức, để tự học tu. Và giá trị của giới thiệu đạo Phật không mang tính cách là lôi kéo người khác vào đạo. Trong ý nghĩa của đạo Phật nó không có cái đó. Mà giới thiệu đạo Phật để muốn cho các vị học Phật để được hạnh phúc an lạc hơn trong cuộc đời này. Ý niệm của người Phật tử chúng ta là như thế. Vì vậy hôm nay chúng tôi đến với các vị với một cái bài giảng cũng tương đối với gần gũi với các vị, để hiểu thêm một vấn đề quan trọng trong Phật Pháp, đó là Phật học và học Phật. Chúng tôi xin chia sẻ với các vị với đề tài này. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, những người đã từng tham gia những khóa từ khóa 1 đến khóa thứ 17 chắc chắn là học rất nhiều rồi. Và theo chúng tôi thiết nghĩ, không những các vị học tại đạo tràng chùa này mà các vị còn học nhiều đạo tràng khác nữa là khác. Ở trong đây tôi biết có những người từng học ở Hội Đức nè, ở Long Khánh nè, ở Giác Thiên nè, ở nhiều nơi nữa. Có không? Có, chính xác, mà tôi cũng ở Vĩnh Long vậy. Đâu giấu được tôi đâu. Chủ đề của chúng tôi giảng hôm nay là Phật học và học Phật. Như vậy Phật học và học Phật giống hay là khác? Phần lớn chúng ta đều hiểu chữ học Phật, nhưng mà nói chữ Phật học ngược lại, chúng ta dường như là bị lấp lửng giữa học Phật, Phật học, chúng ta không biết cái nào. Thành ra chính cái chỗ đó mà cần phải chia sẻ là gì vậy đó. Nhiều khi chúng ta nói là Phật học hay là chúng ta nói học Phật, nó giống hay là khác? Các vị đều có cái khái niệm trả lời với thầy rằng nó khác. Các vị biết nó khác nhưng mà phân tích nó không có ra. Nhưng mà trong lòng biết là không phải là một. Nhưng mà ở đây về nguyên tắc thì thầy xin phân tích từng ý cho các vị hiểu ở trong này, rồi các vị phải nhận thức và học tu như thế nào để gọi là học theo Phật. Xin thưa các vị, cái từ Phật học nó không mang cái nghĩa là mình học Phật, mà học Phật chỉ là mang cái nghĩa là học thuyết của Phật giáo. Phật học có nghĩa là học thuyết về Phật giáo, những lời dạy của Đức Phật. Ở đây nó mang tính cách là triết lý về Phật giáo, triết lý về nhà Phật mà thôi. Những quan điểm về Đức Phật thì cái đó chúng ta gọi chung là Phật học. Và nói chung
tất cả những lời dạy, những giáo lý của Đức Phật chúng ta gọi chung đó là Phật học, tức là quan điểm về Phật giáo, triết lý về Phật giáo, những nhận thức về đạo Phật ở trong đó, thì cái đó chúng ta gọi là gì? Là Phật học. Còn cái phần học Phật, các vị nãy giờ trả lời đúng hết. Học Phật là chúng ta học về Phật học. Các vị hiểu nào? Tôi học Phật học, cái đó là mình nói, là nói dài, nhưng mà nói ngắn là tôi học Phật, là nói giản lược lại. Tôi học Phật là tôi học về triết lý đạo Phật, tôi học về những lời dạy của Đức Phật, tôi học về những quan điểm đạo Phật. Thì tất cả cái đó chúng ta gọi nó là học Phật. Thì cái học ở đây xác định một vấn đề là ai đó học, chúng ta học, người xuất gia học, người cư sĩ học hay gì đó, thì cái đó gọi là học Phật. Và nói một cách dài dòng là học về Phật học thì gọi là học Phật. Còn Phật học tự thân của nó không mang cái nghĩa là học Phật. Phật học chỉ là quan điểm về đạo Phật, triết lý đạo Phật, những lời dạy của Đức Phật mà thôi. Các vị phân tích được này không? Phật học nó để phân biệt cái sự khác biệt giữa Phật học và các học thuyết khác. Phật học phân biệt giữa Phật học với quan niệm học thuyết của đạo Phật và thế học, tức là quan niệm về học thuyết của gì? Của thế gian. Như vậy ở đây khi chúng ta đọc tới cái từ là triết học và học triết, giống hay khác? Khác, nó cũng giống như học Phật vậy đó, và Phật học vậy đó. Học triết học nó để chỉ chung cho những quan điểm về triết lý. Triết lý về cái gì đó, về tự nhiên, về xã hội, về một tâm lý hay là cái gì đó. Các triết lý này về mặt nào đó, thì cái đó nói chung tất cả quan điểm đó người ta liệt vào cái gọi là triết học. Còn khi học triết là người ta học về cái đó. Trong cái thể học triết đó cũng có thể là triết lý về Phật giáo nữa. Nó đã bao gồm là như vậy. Thành ra cái từ học Phật và Phật học chúng ta nhận thức được như vậy. Để làm chi? Vì hôm nay thầy muốn cho các vị cái cách để học Phật, nhận thức về triết lý của đạo Phật, mà thầy phải nói về cái tựa đề tiêu chuẩn như thế này. Cho nên khi các vị đọc cái bộ sách mà chúng ta thường thấy như một bộ giáo khoa đó, là gì? Phật học gì? Phổ thông. Đó, đây là một cái cây thang giáo lý mà do Cố Hòa Thượng Viện Trưởng Thiện Hoa đã soạn. Khi chúng ta đọc vào Phật học phổ thông là chúng ta hiểu cái gì? Những triết lý của đạo Phật thuộc về dạng thường gặp nhất, thông thường. Nó nằm ở căn bản như một cái sự cốt tủy trong đạo Phật, những cái sự chắc góp về những cái nền tảng căn bản của Phật giáo. Những cái điều kiện này là những điều kiện căn bản mà Phật tử cần phải học. Cho nên Hòa Thượng đặt cái tựa là Phật học phổ thông. Tức là phổ thông nó mang tính cách là như bao quát, một cách gión gọn mà bao quát, bao hàm hết tất cả. Cái đó như vậy. Như vậy cái từ Phật học đó không mang cái nghĩa là học Phật, mà từ Phật học đó nó mang cái nghĩa là triết lý Phật giáo, lời dạy của Đức Phật hay là học thuyết của Đức Phật, mang tính cách phổ thông nhất, cho nên gọi là Phật học phổ thông. Cái gì không? Và tới ví dụ như một cái tác phẩm trước Phật học phổ thông ra đời, đó là gì? Là Phật học thường thức. Đây là một quyển mà Phật học có thể căn bản ngày xưa của bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, một người rất tiến bộ trong sự nhận thức về đạo Phật, đã viết thành một cái quyển tóm tắt rất nhỏ là Phật học thường thức. Thường thức có nghĩa là thường ứng dụng, thường gặp phải, thường thấy và thường đọc, thì gọi là thường thức. Thì Phật học đó là triết lý của Phật giáo, học thuyết của Phật giáo, những lời dạy của Đức Phật mà thường gặp nhất, thì bác sĩ mới đặt cái tên là Phật học thường thức. Đây là một quyển sách nhỏ thôi nhưng mà có rất lâu đời. Và quyển sách này xem như là đã đánh động vào cái khởi điểm học Phật mang tính cách cách tân của Phật giáo Việt Nam thời trước. Và chúng ta thấy rằng trong 10 điều nguyện của Hạnh Phổ Hiền, có điều nguyện nào mà các vị nhớ giống giống cái này không? Như vậy người Phật tử thuộc được 10 nguyện rồi đó. Nhưng mà nãy giờ nghe đọc qua 10 nguyện đó, có câu nào giống giống với cái vấn đề mình học hôm nay không? Hả? Bát giả gì? Bát giả thượng, thường tùy Phật học. Coi như là trong 10 nguyện này, khi mà được dịch vần ra để chúng ta dễ hiểu đó, một nguyện kính lễ Như Lai,
hai nguyện xưng tán công dài Thế Tôn, ba nguyện tu phước cúng dường, bốn nguyện sám hối nghiệp vương tội trần, năm nguyện tùy hỷ công quân, sáu nguyện thỉnh chuyển pháp luân ở đời, bảy nguyện thỉnh Phật độ đời, tám nguyện học Phật cho người tâm minh, chín nguyện hằng thuận chúng sinh, mười nguyện hồi hướng phước lành khắp nơi. Được dịch ra một cách rất cô động từ mười hạnh của Phổ Hiền. Chúng ta thường đọc nhất giả lễ kính chư Phật, chúng ta đôi khi đọc như vậy chúng ta mang máng thì chưa nắm vững được. Nhưng mà chúng ta đọc 10 cái điều này mang tính cách dịch nghĩa thành Việt văn thì chúng ta dễ hiểu hơn không? Dễ hiểu hơn, dễ cảm nhận hơn. Vì vậy cho nên việc Phật học, học Phật hôm nay cần phải chuyển ngữ rất là nhiều về các cái từ Hán Việt để giúp cho Phật tử đọc tới đâu là hiểu đến đó. Ngoài việc hành trì Phật Pháp để chúng ta học, đọc để có công đức, hay là tụng kinh để mang tính cách trì kinh để tu tập, nó còn có tính cách nhận thức về đạo Phật nữa. Vì vậy hôm nay với chủ đề này sẽ giúp cho các vị rất là cần thiết cho cái con đường học tu và học tu như thế nào để tiến bộ trên con đường học Phật Pháp. Như vậy trong đó là thường tùy Phật học là nguyện con trọn đời con học những lời dạy của Đức Phật, học về những học thuyết của Đức Phật. Cho nên đó là những điều căn bản. Như vậy chúng ta thấy rằng Phật học là những học thuyết về Đức Phật, những lời dạy của Đức Phật. Còn học Phật là bổn phận của chúng ta, những người đệ tử, những người hậu học cần phải tìm hiểu học tu để ứng dụng cho chính mình, để đem lại lợi ích an lạc trong một đời đến nhiều đời. Như vậy thì cái việc này, trước hết chúng ta cần phải thấy rằng Phật học, quan điểm cơ bản của Phật học là cái gì? Những giáo lý triết lý căn bản của Phật học nằm ở đâu? Xin thưa với các vị, những lời dạy của Đức Phật tất cả đều tồn tại đến hôm nay ở đâu? Hả? Đúng vậy. Những lời dạy của Đức Phật nói chung cô động lại là nó còn nằm tồn tại trong tam tạng kinh điển Phật giáo. Cái đó gọi là ba tạng kinh điển, hay là cái từ Pali là Tripitaka. Và chúng khi ra được là kinh tạng là Sutra Pitaka, ha? Kinh tạng, luật tạng, ha? Rồi luận tạng, ha? Thì ở đây chúng ta học từng phần để chúng ta thấy những cái điều căn bản này trong ba cái tạng căn bản là kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Thì ở đây những lời dạy của Đức Phật căn bản còn nằm lại trong kinh tạng. Những lời dạy của Đức Phật mang tính cách như một cái sự giới luật để giúp cho tất cả chúng ta về mặt mà tu thân hành thiện, về mặt giới pháp thì gọi là luật tạng, tức là những điều Đức Phật đã chế ra cho những người xuất gia cũng như tại gia. Và luận tạng là bộ A Tỳ Đạt Ma, hay là sau này các luận tạng của Đại Thừa. Thì tất cả những cái này là được các tổ chú giải và trích lục từ kinh điển để phân tích ra cho đến tính cách rộng rãi. Thật ra thời kỳ nguyên thủy của Đức Phật chỉ có hai bộ thôi, đó là kinh tạng và luật tạng. Thì tất cả dầu là thế nào đi chăng nữa thì ba tạng kinh điển đều nói lên triết lý của đạo Phật. Dầu là lời dạy của Đức Phật, hay là lời dạy của các thánh đệ tử, hay cho dù là sự chú giải của các tổ sau này, thì đều dựa trên căn bản của kinh tạng, luật tạng để phân định hay là giảng thuyết, hay là có tính cách là chú giải thêm để rộng rãi thêm để chúng ta hiểu về những cái câu lời Phật dạy từ nguyên thủy. Như vậy, dầu thế nào đi chăng nữa, những lời dạy này mang tính cách về triết lý đạo Phật, nó dựa trên căn bản của nền tảng ngũ thừa Phật giáo. Tất cả những lời dạy này nó chỉ nhằm như một ứng dụng cho ngũ thừa Phật giáo, để giúp cho từng đối tượng trình độ căn cơ học Phật của tất cả chúng ta. Cho nên triết lý của đạo Phật hay là Phật học nó dựa trên nền tảng của năm thừa này để triển khai và phân tích. Các vị có học mênh mông trời đất đi chăng nữa thì tất cả những giáo lý này không ngoài giáo lý của ngũ thừa Phật giáo. Ngũ thừa gồm cái gì? Một là gì? Một là nhân thừa. Hai là gì? Hai là thiên thừa. Ba là gì? Thanh văn thừa. Bốn là gì? Duyên giác thừa. Năm là gì? Bồ Tát thừa. Các vị Phật tử học Phật phải để ý những cái này. Nền tảng căn bản của đạo Phật nó không ngoài năm thừa này. Năm thừa này như một giáo lý phương tiện duy nhất trong đạo Phật để trở về Phật quả cho đến giác ngộ.
Tất cả những giáo lý căn bản này giúp cho Phật tử từ sơ cơ nhất của cái cấp cơ bản nhất là Nhơn Thừa Phật Giáo, rồi Thiên Thừa, Thanh Văn Thừa, Duyên Giác, Bồ Tát Thừa, là những con đường để nhập thế cuối cùng của Bồ Tát để đi vào Phật quả, để thành tựu mục đích tối thượng giác ngộ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì Nhơn Thừa là cái căn bản của người cư sĩ Phật tử. Khởi điểm của chúng ta vào đạo để tập tu là tu học theo Nhơn Thừa, tức là người Phật tử quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới đó. Giáo lý căn bản của Phật tử là những giáo lý nhân quả, và nhân quả này để chế ra giới luật này. Giới luật của người Phật tử dựa trên nhân quả mà chế chứ không có gì cả. Cho nên để tu Nhơn Thừa Phật Giáo, người Phật tử cần phải giữ trọn năm giới. Xin thưa các vị, chỗ này các vị quy y để trở thành Phật tử, các vị thọ tam quy là đủ tư cách trở thành Phật tử rồi. Còn năm giới đó là sự phát tâm giữ gìn giới luật của chúng ta, tùy của khả năng chúng ta. Đừng có nghĩ rằng phải quy năm giới mới là Phật tử, không phải như vậy. Trong năm giới này là năm điều căn bản mà Đức Phật khuyên người Phật tử giữ gìn, giữ được bao nhiêu tốt cho các vị bấy nhiêu. Chứ không phải là không giữ được là không thể quy y được, hay là không thể học tu theo Phật được. Bởi vì các vị học tu theo Phật là tu cho các vị hay là tu cho ông Phật? Tu cho ai? Tu cho mình, đúng rồi. Đó, câu đó rất hay, tu cho mình, chứ không phải tu cho ông thầy Phước Tiến, phải không? Xin thưa các vị, chúng ta học tu ở đây là tu cho mình. Vì vậy các vị phải hiểu cơ bản là như vậy. Người Phật tử trong năm giới đó phát tâm giữ gìn trọn vẹn ít nhất là hai trong năm giới đã đủ tư cách trở thành Phật tử rồi. Hay là nói khác hơn, sau khi quy y Tam Bảo là thọ tam quy là đã trở thành Phật tử rồi. Con xin nguyện trọn đời quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Và năm giới là năm nguyên tắc đạo đức mà người Phật tử cần phải hoàn thiện về nhân cách của mình. Và Đức Phật dạy rằng một người Phật tử giữ tròn năm giới sẽ giữ được thân người trong đời này và mãi mãi đời sau. Như vậy về căn bản, chúng ta học và thọ giới này là giữ cho mình. Như vậy tùy hoàn cảnh, nhân duyên, khả năng các vị, giữ cho được các vị bao nhiêu là tốt bấy nhiêu. Nhân Thừa Phật Giáo là chừng ấy thôi. Các vị tu tập như thế nào không biết, chừng ấy là trong cái Nhân Thừa Phật Giáo đã đủ rồi. Bởi vì giới luật này dựa vào nhân quả để thiết lập lên đời sống tái sinh của một con người, của một chúng sinh trong đời này đời sau. Có nghĩa là đừng rơi vào trong tam đồ khổ. Cho nên trong quy người ta có nói là quy Phật khỏi, khỏi gì? Khỏi đọa địa ngục. Quy Pháp khỏi đọa ngạ quỷ, quy Tăng khỏi đọa súc sinh. Hay là trong tam quy đó để giúp cho các vị thoát khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nhưng mà các vị phải hiểu chỗ này, không có nghĩa các vị quy y rồi tự nhiên các vị không rơi vào trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cái vậy là nó không đúng. Ở câu đó nó phải khẳng định hơn để các vị dễ hiểu, mà thầy có giảng trong cái bài là tu xuất gia, tu tại gia. Ở đây có ai nghe địa đó chưa? Trong địa đó khẳng định rằng con xin quy Phật là con quyết lòng con không để rơi vào địa ngục. Con xin quy Pháp là con quyết lòng con không để con rơi vào ngạ quỷ. Và con quy y Tăng là con nguyện quyết lòng con không để con rơi vào trong súc sinh. Chứ không phải là quy y rồi cái tự nhiên về ăn chơi vậy đó, rồi cuối cùng nguyện quy y rồi cái về vậy đó, có khỏi địa ngục rồi. Cứ đi tâm heo thuốc chó chơi thoải mái, mơ mốt tôi đâu rơi địa ngục đâu sợ. Có vậy không? Thành ra ở đây các vị thấy cái câu đó các vị nói vậy là sướng quá phải không? Lợi quy Phật Pháp Tăng rồi cuối cùng địa ngục ngạ quỷ thoát khỏi rồi, ăn chơi cho đã chứ tu hành gì. Nếu chúng ta suy nghĩ vậy là sai. Cái câu đó nói là như vậy đó. Phải nói là nhờ con quy Phật rồi con biết cách tu hành để con không để con rơi vào địa ngục. Nói dài dòng là nó phải như vậy. Còn nói vắn tắt là quy Phật khỏi đọa địa ngục. Đó là nói tắt. Nghe câu tắt đó mà hiểu y như vậy là chết liền đó, phải không? Chúng ta phải biết như vậy. Thành ra việc học tu Nhân Thừa Phật Giáo là trên căn bản biết được người cư sĩ Phật tử tại gia bổn phận là chừng ấy. Bên cạnh đó cần tạo thêm chút phước duyên để đời sống của người Phật tử trong hôm nay và ngày mai được đầy đủ sung túc, giàu có, sung thịnh gì đó, thì cần phải tránh bớt tham lam và tăng cường bố thí. Cái đó là căn bản rồi. Nhân quả Nhân Thừa là chừng ấy, vậy là quá đủ để giúp cho con người căn bản tránh ác làm lành, sống giữa nhân gian này có sự tương trợ hiền thiện chút xíu, bớt ác tâm gây đau khổ cho mình và người. Đủ rồi. Cái đó quá đủ để giúp cho các vị tái sinh lại trong cuộc đời này một cách bình an tốt đẹp. Nhưng nếu dừng lại tại đó thì đạo Phật chả phải là cái gì cao siêu và tốt cả.
Như một nền tảng để khuyến hóa người khác tu tập là nhân thừa, nhưng mà phải phát triển lên đó là thiên thừa. Muốn tu thiên thừa, giáo lý của thiên thừa là cái gì? Tức là triết lý Phật học về thiên thừa, nó mang tính cách dựa trên 10 giới của người cư sĩ. Đó là tu thập thiện. Từ 5 giới đó nó phát triển lên cái nữa là không tham, không sân và không si thôi. Còn thật sự trên căn bản thập thiện là không sát sanh, không trộm cắp, tà dâm, nói dối. Mà phát triển là 4 giới của miệng là không nói hai lưỡi, không nói đâm thọc, không nói lời ác khẩu, không nói vọng ngôn, không nói dối trá vậy thôi. Đó, lưỡng thiệt, ác khẩu, vọng ngôn, ỷ ngữ, 4 cái đó, và tâm không tham sân si. Thì cái này gọi là thập thiện. Xin thưa, không tham sân si này trên căn bản của phước báo hữu lậu nhân thiên, chứ không phải là tham sân si của bậc thánh nha. Đó, phải hiểu là trên căn bản nó như vậy. Thì người cư sĩ nâng cấp thêm một điều nữa, tu thập thiện, nhận thức vào giáo lý về thập thiện và nhận thức về cõi trời một chút xíu nữa là đã nâng cấp lên cao một bước rồi. Còn ba cái điều kiện sau là tam thừa, đó là thanh văn, duyên giác và Bồ Tát. Đây là những học thuyết của Đức Phật, là những nền tảng Phật học á. Căn bản về ba nền tảng này vô cùng quan trọng. Giáo lý hay là lời dạy hay là triết lý của Đức Phật về thanh văn thừa như thế nào? Giáo lý học thuyết triết lý của Đức Phật về duyên giác thừa như thế nào? Giáo lý học thuyết của Đức Phật về Bồ Tát thừa như thế nào? Thì ở đây tất cả những điều này nó gọi là Phật học. Những triết lý học thuyết, những lời dạy của Đức Phật để cho từng cấp độ tu hành đó gọi là Phật học đó. Còn những thành viên ở trong đó, các bậc thánh ở trong đó, hay là những hành giả tu tập ở trong đó, thì những hành giả đó đang là gì? Đang là học Phật đó. Hay là chúng ta là học Phật, học về những học thuyết của Đức Phật. Như vậy trên căn bản của thanh văn thừa thì tu gì? Dựa trên tứ đế. Tất cả các vị tu tập thanh văn thừa phải dựa trên nền tảng như một triết lý căn bản của đạo Phật, đó là tứ diệu đế. Ở đây các vị phải hiểu một cách triết lý về cách khái quát trong năm thừa như thế này, là các vị có một cái khái niệm về Phật học, có một khái niệm rất căn bản về Phật học luôn đó, vững vàng. Trong tứ đế này các vị nghe lại bài giảng của thầy, đó là tứ diệu đế thuyết minh về bốn chân lý, các vị sẽ hiểu thêm. Ở đây thầy mang tính cách là giải minh cho các vị từng cấp độ của Phật học. Như vậy người muốn tu tập theo con đường giải thoát giác ngộ của thanh văn phải dựa trên nền tảng của tứ đế, là quán chiếu về khổ, tập, diệt và đạo. Bốn căn bản này bốn như bốn chân lý, như lời thuyết minh về bốn chân lý. Từ thời Đức Phật hay là cho thời hiện tại này, tất cả chúng ta khi ứng dụng học thuyết này đều giác ngộ như nhau. Chẳng phải học thuyết này thời kỳ Đức Phật giác ngộ, thời kỳ chúng ta không giác ngộ, không có như vậy. Những học thuyết của Đức Phật mang tính cách là thuyết minh về chân lý. Mà đã là chân lý thì không có thay đổi theo không gian và thời gian. Từ Đức Phật cũng vậy, sau thời Đức Phật cũng vậy, và hôm nay cũng vậy, và nghìn kiếp sau cũng vậy. Cho nên có những người quan niệm về thời mạt pháp, thật ra tất cả các vị dùng một cái câu này á, chúng ta không hiểu, cho nên chúng ta nghĩ là mạt pháp là coi như là Phật pháp nó tiêu điều, nó điêu tàn à, có phải không? Ai hiểu chữ Phật pháp như là tiêu điều, điêu tàn, nó đưa tay lên này. Hả? Chúng ta nghe cái chữ mạt cái chúng ta tưởng là mạt là tàn mạt đó, đúng không? Ở ngoài chúng ta rủa ai đó, mày ăn ở thất đức, mày tàn mạt, mày ngang. Hả? Chúng ta xài cái từ đó, chắc chúng ta nghe chữ mạt pháp, ủa chữ mạt này nó giống mạt này, có nghĩa là mạt pháp có nghĩa là Phật pháp đến lúc tàn mạt rồi, có phải không? Trời ơi, hiểu Phật pháp vậy chết rồi. Các vị phải hiểu cái chữ mạt nó không phải là mạt riệp, mạt rận. Cái từ mạt trong Phật pháp nó chỉ là thời kỳ giáo pháp đến độ ngọn ngành. Phật pháp nó chia ra làm ba thời kỳ: chánh pháp nè, thời kỳ tượng pháp nè, rồi thời kỳ mạt pháp. Chánh pháp là thời kỳ giống hết tất cả những gì Đức Phật dạy, tu tập một cách thời kỳ đầu. Đúng ra thời kỳ chánh pháp này tồn tại 1000 năm trên nguyên tắc, nhưng sau này trong luật có phân tích về vấn đề là cho nữ giới xuất gia gì đó, cho nên chánh pháp giảm còn 500 năm. Thì cái điều đó trong luật tạng, nhưng trên căn bản tôi vẫn chấp nhận rằng chánh pháp tồn tại 1000 năm sau thời kỳ Đức Phật nhập niết bàn. 1000 năm sau đó là thời kỳ tượng pháp. Tượng ở đây là không phải là con voi, tượng ở đây là nó ná ná, nó giống giống cái thời kỳ của chánh pháp, nhưng mà nó không bằng. Những lời dạy của Đức Phật nó đã bị
những cái sự lý giải của chúng ta hay là sự tu tập của chúng ta hay là do phương tiện của chúng ta nó làm cho thời kỳ chánh pháp nó giảm đi một chút thì gọi là tượng pháp. Và thời kỳ mạt pháp là thời kỳ ngọn ngành, tức là ngọn ngành về vấn đề học Phật á, về tâm hồn của chúng ta giải đãi hơn, lý giải nhiều hơn, phân chia nhiều hơn, tâm hồn học Phật của chúng ta có nhiều cái ý niệm khác nhau hơn, cho nên cái thời kỳ này gọi là mạt pháp. Chứ chúng ta nói là mạt là tàn mạt, chúng ta thấy Phật pháp hôm nay và thời kỳ Đức Phật lúc nào hơn? Chùa chiền bây giờ cộng lại với chùa chiền thời Đức Phật cái nào hơn? Bây giờ hơn nhiều. Ngày xưa mà muốn kiếm cái chùa như chùa Long Thạnh về dễ không? Khó vô cùng, các thầy tỳ kheo ở dưới gốc cây không à, ở rừng, ở gốc cây, ở vườn đâu không à, làm gì có một cái chùa mà có quạt đâu như vậy, đâu làm gì có. Không, tất cả các vị phải thấy hôm nay nếu tính về cái sự phát triển của Phật giáo là gấp trăm ngàn vạn lần thời kỳ của Đức Phật. Nhưng cái tâm chứng của con người, cái tâm địa của con người, hay là cái lòng phiền não của con người, nó tăng lên và nó làm cho chúng ta bị phiền não bao vây, cho nên cái sự giác ngộ về Phật pháp chúng ta giảm thiểu hơn nhiều, khả năng chứng đắc của chúng ta nó xa hơn nhiều, chứ không phải là mạt pháp là Phật pháp không còn gì. Nếu hôm nay một người học tu như thời kỳ của Đức Phật, vận dụng và tu học như một tâm hồn của người các thánh đệ tử của Đức Phật ngày xưa, hay là các vị cư sĩ Phật tử chân chính ngày xưa, thì các vị cũng vẫn giải thoát an lạc như thường. Và lời này Đức Phật đã từng khẳng định trong một bộ kinh. Đức Phật nói: này Subhadda, trong pháp và luật này, nếu tất cả chúng ta còn hành trì như thế thì thế gian không bao giờ vắng bóng các bậc A-la-hán. Đây là lời khẳng định của Đức Phật. Như vậy Đức Phật có nói là thời kỳ mạt pháp các vị tu không chứng đắc không? Mà do chúng ta xa rời chánh pháp, chứ không phải là lời dạy của Đức Phật nó tàn mạt đi. Hôm nay Phật pháp phát triển dữ lắm luôn á, chứ không phải là chuyện bình thường. Ngày xưa nó chỉ nằm trong phạm vi của đất Ấn Độ thôi, đó, chung quanh những lưu vực của sông Hằng thôi, mà bây giờ nó đã đi khắp năm châu bốn biển. Như vậy phải hiểu ngay cái chỗ này. Cho nên nghe ai tuyên truyền thời mạt pháp rồi, thế này thế kia nghe, rồi thần Phật nào chuẩn bị xuất hiện núi này núi nọ, tất cả đó là những lời mê tín hoang đường, không hiểu được cái cốt lõi của điều này mà nói chuyện vu vơ, để làm cho những người không hiểu căn bản về Phật pháp phải dao động, phải suy nghĩ một cách miên man. Cho nên người Phật tử học Phật mà học như thế đó là nguy hiểm lắm. Cho đến phần học Phật như thế nào thầy sẽ chia sẻ. Còn ở đây chúng ta dừng tại đó để nhìn nhận về giáo lý của Đức Phật. Cấp độ thứ hai là duyên giác thừa. Duyên giác thừa là do những thánh đệ tử của Đức Phật tu tập quán chiếu về 12 nhân duyên để giác ngộ. Trong cái tầng giác ngộ này nó có chia hai, đó là duyên giác và bích chi Phật. Các vị từ đó về học Phật có nghe từ bích chi Phật chưa? Nhưng mà các vị có hiểu bích chi Phật là gì không? Hả? Xin thưa các vị, cái từ bích chi Phật là một cái quả vị của những người tu tương đương với duyên giác thừa. Cái duyên giác thừa đó là cái nhị thừa đó. Sở dĩ gọi là nhị thừa là nó có hai, bao gồm cả duyên giác và những vị tu theo độc giác. Vị độc giác để trở thành một vị bích chi Phật, và duyên giác thừa do quán chiếu 12 nhân duyên để giác ngộ. Trên căn bản của lý giải là như vậy. Xin thưa các vị, khi Đức Phật còn tại thế hay là khi Đức Phật ra đời, lời thuyết pháp của Đức Phật trong đó có những lời dạy về 12 nhân duyên. Các thánh đệ tử nương vào 12 nhân duyên quán chiếu tu tập giác ngộ, gọi là duyên giác thừa. Nhưng mà những vị cũng tu tập tương đương như vậy, có nghĩa là sinh ra đời không có Phật học, tức là không có giáo lý của Đức Phật, tức là không có một vị Phật nào ra đời, cho nên học thuyết của Đức Phật không có. Thì người này tự quán chiếu sự sanh diệt của cuộc đời mà tu tập, và tự tu tập lấy, cho nên gọi là độc giác. Tự tu tập lấy cho nên độc giác. Và khi giác ngộ được sự sanh diệt đó, người ta gọi đó là quả vị là bích chi Phật. Bích chi Phật có nghĩa là độc giác chứ không có gì cả. Tức là vị này tự quán chiếu, tự tu tập và tự giác ngộ lấy, chứ không phải nương tựa vào lời dạy của Đức Phật để giác ngộ. Thì đó gọi là duyên giác thừa. Các vị hiểu được ở đây chưa? Hiểu được như thế này là hiểu được cái sơ bộ về Phật học rồi đó. Và cuối cùng là Bồ Tát thừa. Bồ Tát thừa dựa vào cái gì để tu tập? Đó là dựa vào lục độ ba la mật để tu tập.
để lấy hạnh nguyện của mình tu tập để độ chúng sinh dựa trên lục độ ba la mật này, gọi là Bồ Tát Thừa. Các vị tìm nghe lại cái bài giảng của thầy là lục độ ba la mật, thầy có phân tích rất rõ. Hôm nay nêu về vấn đề căn bản giáo lý của Đức Phật dựa trên năm thừa này, và năm thừa này như một giáo lý phương tiện để giúp chúng ta cái thành quả cuối cùng đó là gì? Đó là gì? Là Phật thừa. Có nghĩa là Đức Phật phương tiện để tạo cái phương tiện cho chúng ta học và tu. Trên căn bản một người bình thường như chúng ta tu theo nhân thừa, tu theo đạo đức của Đức Phật ở mặt cư sĩ tại gia, nhận thức về nhân quả và học tu để tránh ác, để làm lành, để duy trì đời sống hạnh phúc an lạc của một kiếp người đời này và đời sau. Căn bản của nhân thừa như vậy, các vị vào đạo cơ bản là như vậy là quá đủ rồi. Xin thưa các vị, tất cả giáo lý của Đức Phật đều là giáo lý phương tiện cả. Bởi vì mục đích sự có mặt ra đời của Đức Phật chỉ vì giúp chúng ta giác ngộ và thành Phật. Nhưng mà tự thân chúng ta đột nhiên thành Phật không ai thành được cả. Cho nên chúng ta đọc kinh Pháp Hoa là Đức Phật ra đời gì? Một đại sự nhân duyên khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, đúng không? Nhưng mà ở đây nếu tự nhiên mà bắt chúng ta để trở nên tu Phật và học Phật để thành Phật á, thì sự giác ngộ của chúng ta không có ai có khả năng này. Cho nên Đức Phật phải phương tiện chia ra như vậy. Chia ra nhân thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa, vân vân. Tất cả những cái đó là giống như nấc thang vậy đó. Tự nhiên chúng ta nhảy lên nấc thang thứ 10, nhảy được không? Muốn lên nấc thang thứ 10 phải sao? Phải xây dựng từ nấc thang ban đầu. Cho nên chính chỗ này mà trong kinh Bách Dụ Đức Phật có kể một cái câu chuyện Bách Dụ để cho chúng ta hiểu. Đó là Đức Phật nói là cái anh này ảnh đi đến một nhà người bạn, và khi đến một nhà người bạn thấy nhà người bạn xây một cái nhà lầu 3 tầng đẹp quá, mà trong khi khả năng của ảnh không có đủ tiền để anh xây một cái nhà lầu như vậy, mà anh chỉ có khả năng xây 1 tầng thôi. Nhưng mà ông ham cái tầng thứ 3 chứ không phải ông ham tầng dưới. Cho nên ông về, ông mời thợ đến và ông nói như thế này: này anh, tôi đi đến nhà người bạn, tôi thấy nhà bạn tôi xây một nhà lầu 3 tầng rất đẹp, và hôm nay tôi muốn cái nhà lầu 3 tầng đó, tôi muốn cái tầng thứ 3 đó, anh hãy xây giùm tôi. Thì cái ông này, ông nghe nói là anh này muốn xây nhà lầu 3 tầng, tức là muốn tầng 3, có nghĩa là ảnh muốn một căn nhà 3 tầng. Cho nên ông này bắt đầu nhận tiền và làm cái nhà, bắt đầu ông đào móng, ông xây, ông làm móng làm chân gì đó. Cái vài hôm ông này lại nói: ông làm gì vậy? Nó: tôi đang xây nhà lầu 3 tầng cho anh. Cái nó: tôi xây nhà lầu 3 tầng nhưng mà tôi làm tầng thứ 3, còn anh móc dưới đất anh làm cái gì vậy? Ông nói muốn làm nhà lầu tầng thứ 3 thì phải làm từ nền dưới đất, phải làm cái móng rồi làm mấy tầng 1 rồi tầng 2, tầng 3. Ông này ông cãi, ông nói không, tôi muốn làm ngay cái tầng thứ 3 thôi chứ tôi không có làm mấy tầng này. Có ông thợ nào làm được chuyện đó không? Cái này á, là chúng ta phải hiểu gì. Chúng ta học Phật Pháp, học rất nhiều mênh mông trời đất, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng cái nền của chúng ta ở đâu. Những giáo lý căn bản mà Phật tử không nắm được cái nền tu tập thì nói trên mây suốt đời mà không có giải thoát được. Và điều này chính chỗ đó mà Hòa Thượng Tiền Tâm ngài dạy là đầu mồm nói suốt 100 phần diệu mà dưới gót không ly một điểm trần là chỗ nào. Tức là nói thanh văn duyên giác Bồ Tát thừa cho đã, mà nhân thừa không xong ha. Có phải vậy không? Cho nên hiểu được chỗ này, tu tập tất cả những giáo lý của Đức Phật, 10 tông hay là 5 thừa, những giáo lý phương tiện này để giúp cho chúng ta điều duy nhất đó là giác ngộ được Phật Pháp. Không có phân chia thừa nào cao, thừa nào thấp cả. Cái cao cũng phải dựa từ nơi thấp mà có, chứ không phải tự nhiên mà có cao được. Lầu 3 tầng, 10 tầng nó cũng phải dựa từ nền tảng của lầu 1. Cũng giống như học đại học, học tiến sĩ, điều đó chưa quan trọng. Nhưng mà những tiến sĩ, thạc sĩ này tự nhiên cái là tiến sĩ, thạc sĩ không? Mấy ông này chưa từng học mẫu giáo lớp 1 không? Không có chuyện đó. Muốn trở thành tiến sĩ, thạc sĩ, ông cũng phải học từ mẫu giáo lớp 1, lớp 2, lớp 3, từ từ lên chứ. Tự nhiên nhảy ngang thành tiến sĩ làm sao có được. Giống như ông kia tự nhiên xây lầu 3 lưng lửng trên trời làm sao xây được. Thì các vị thấy được như vậy. Và các tông phái của Phật giáo đều là phương tiện để giúp các vị tu hành. Không có tông nào thấp cao và quý tiện. Có phải tu thiền là nhất không? Phải không? Có phải tu tịnh là nhất không? Có phải là tu mật là nhất không? Hay là tu Pháp Hoa là nhất không? Thật sự cái nào cũng nhất cả. Nếu nói nhất là cái nào cũng nhất.
Nhưng quan trọng nhất chúng ta có thấu tình đạt lý cái pháp môn chúng ta tu hay không. Chứ không phải tôi nói tôi tu thiền cái thấy mấy từ tu tịnh độ, hạng hạ căn mới tu tịnh độ à, tôi là thượng căn tôi tu thiền, có chuyện đó không? Hay là tôi tri thức lắm tôi mới tu pháp hoa, bình dân dốt mới tu tịnh độ niệm phật à, này kia kia nọ. Ai nói như vậy, những người này hoàn toàn quan đường nói cụi nói trang nói sai lầm. Phật pháp của chúng ta tất cả các tông phái không nào là quý tiện cao thấp cả. Những giáo lý của năm thừa này là giáo lý phương tiện dựa trên căn bản để chia ra 10 tông này, không có cái nào quý tiện hết. Tất cả những người Phật tử phải hiểu được một câu Đức Phật đã từng dạy: nước trăm sông chảy về biển chỉ có một vị, đó là vị gì? Vị mặn, đúng rồi. Giáo lý của ta chỉ có một vị, đó là gì? Vị giải thoát. Như vậy các vị học tông nào, dầu các vị tu Phật pháp ở đây hay là các vị tu niệm Phật đây, đừng nghe người khác nói là tu mật, tu tịnh gì đó, tu pháp qua, tu thiền gì hay hơn thôi, tu này nó lâu thôi lắm, niệm Phật là bình dân lắm, thấp kém lắm, biết chừng nào giải thoát này kia. Cái nghe cái thấu chí ha. Đang ngồi đạo tràng này cái mơ mốt nghe đạo tràng khác hay cái nhảy theo ha. Bỏ. Xin thưa các vị làm như vậy suốt đời các vị không vào đạo được. Cho nên ở đây chúng ta học và tu theo lời dạy của Đức Phật là không có quý tiện hơn kém chỗ này. Tất cả chúng ta nếu phân chia ra một cái cách mà quá ư là như vậy thì chúng ta làm cho đạo Phật bị phân hóa. Thật ra Đức Phật đưa ra nhiều pháp môn tu không có nhằm phân hóa đạo Phật, mà Đức Phật đưa ra nhiều phương pháp tu để nhằm thích hợp với nhiều trình độ căn cơ của chúng sinh trở về với Phật pháp. Còn chúng ta lấy cái những lời dạy của Đức Phật đó mà chúng ta làm cho phân hóa đi chăng nữa là chúng ta có lỗi với Đức Phật. Cho nên ở này mà có một cái câu chuyện trong Phật pháp, đó là chuyện người mù rờ voi, các vị có nhớ không? Trong lời của Đức Phật dạy rất là hay. Có một đám anh này bị mù từ đó tới giờ không biết con voi như thế nào. Thì bắt đầu mới cho sờ con voi. Thì anh nhào được ôm cái chân, anh ôm được cái lỗ tai, anh ôm được cái giòi, anh nắm được cái đuôi, anh ôm được cái bụng. Cái gom lại người ta hỏi, này các anh, con voi như thế nào? Thì anh mù mà anh ôm ngay cái chân, anh nói sao? Hả? Con voi nó giống cái cột đình vậy đó, cột chùa á. Như vậy đó. Nó tròn tròn bự bự vậy đó, giống như cột đình vậy đó. Rồi cái anh mà anh ôm được ngay cái lỗ tai, anh nói sao? Anh nói ông này bậy, đuôi cho nên không thấy, đúng không? Nó mù quá không thấy. Con voi nó như cái quạt mó vậy đó, sao không nói như cái cột đình? Cái ông mà ông ôm nhầm cái đuôi đó, cái ông mới nói là đúng lần này mù thiệt đó chứ, nó mù thiệt đó. Cái con voi nó y như cây chổi mà nó dám nói giống cái quạt mó, có phải vậy không? Hả? Còn ông ôm ngang cái bụng nói sao? Mấy người này đúng là kẻ đuôi hết, con mình thao à. Con voi nó giống như cái trống trầu mà nó dám nói như cây cột nhà, nó giống như cây chổi, có phải không? Rồi cái anh ôm cái voi nó làm sao? Đúng là mấy người này đúng là cũng không nào thấy đường hết. Con voi nó giống như cái ống thun như vậy nè, mà nó vậy là dám nói vậy. Xin thưa các vị, tất cả cái đó có ai nói chúng vậy voi chưa? Nhưng mà có trợ không? Ở đây hiểu chỗ này, tất cả các cái đó đều là một thành phần trên thân thể của con voi, đều là một phần thân phần của con voi. Mà nếu chúng ta ôm nhầm cái cột mà chúng ta chống với cái bụng, hay là chúng ta ôm cái voi chúng ta chống với cái đuôi, đúng hay sai? Sai. Và nếu tất cả chúng ta hợp lại thì trở thành cái gì? Trở thành con voi. Mà phân chia ra thì cái gì? Không là cái gì cả, có phải không? Ôm cái chân lên hỏi mọi người phải voi không? Có ai nói voi không? Đâu có phải đâu. Thành ra chúng ta học Phật Đông Tây Nam Bắc, nhưng mà hãy giữ cái cốt lõi và lập trường trên con đường tu tập. Đừng có phân chia hơn thiệt để chúng ta trở thành những người phân hóa trong Phật giáo, để làm yếu đi sự phát triển. Và thậm chí có những người ngoan cố để phân tích đủ thứ, để làm cho những người không biết ở đâu là Phật pháp đúng đắn để theo mà học hết trơn trọi. Càng nghe nhiều biết cũng khùng luôn, phải không? Học ít thì còn biết đường tu, tới học thời không biết cái gì để tu trơn trọi. Có bị chỗ này không? Đó là vậy á. Chưa học Phật thì
không sao cả, tới học Phật cái đầu nó rối nùi chân, không biết đâu là Phật giáo thiệt, đâu là Phật giáo giả, đâu là chính thống, thế này thế kia. Như vậy ở đây chúng ta tạo ra những quan trái này là ai? Là do cái sự phân hóa của chúng ta. Tông này cao, tông kia thấp, tông này giỏi, tông này là phương tiện, tông này cứu cánh nè. Rồi chúng ta chạy theo cái hảo danh đó, trở nên hụt hẳn về vấn đề học Phật chúng ta. Cho nên nếu không khéo, từ một con người học Phật như một người Phật tử như thế này, từ một con người tu tập để giới thiệu đạo Phật đến mọi người, trở nên cái những người có lỗi với Đức Thích Ca Mâu Ni, có lỗi với giáo lý của Phật Pháp. Và điều đó cho nên có một câu chuyện rất mỉa mai cho người học Phật chúng ta, là câu chuyện mà hai đứa học trò mà bẻ lội chân ông thầy đó đó. Các vị có nhớ chuyện này không? Đó. Ông thầy ông có hai đứa học trò. Thì một hôm ông mệt mỏi, ông kêu nó đấm bóp chân cẳng cho ông. Thì hai cái thằng này nó tranh nhau, nó muốn đấm bóp hơn thua với nhau. Cho nên nó thằng này đấm bóp thời gian, thằng kia mệt mỏi nó chạy ra ngoài, nó uống nước rồi nó đi đâu đó. Cái thằng này muốn cho thằng kia nó bóp lâu hơn cho nó bẻ lội cẳng bên kia của ông. Cái thằng kia nó chạy vô nó thấy mày ha, chắc chắn là mày bẻ lội giò cho tao bóp lâu hơn, đúng rồi, mày được rồi. Thằng này cũng đâu ngồi lâu tiếp tục, ngồi nó cũng đi ra chứ. Được rồi, nó bẻ lội cái chân kia bên kia của thằng này lại. Rồi cuối cùng bẻ gãy chân ai? Chân thầy nó. Thì bây giờ chúng ta cứ lấy giáo phái này, tông phái này, cứ bẻ lội cẳng nhau, chúng ta bẻ lội cẳng ai? Lội cẳng thầy à? Ờ đúng rồi, lội cẳng Phật. Đó. Chúng ta cứ lấy giáo phái này xôm bên kia, rồi lấy tông phái này xôm bên nọ, tu cao tu thấp, rồi xôm cho đã nhau. Chúng ta xôm trên thân Phật không? Tất cả chúng ta là Phật tử mà lại sao xôm trên thân Phật như vậy? Các vị làm như vậy là thế nào? Cho nên tôi gặp Phật tử, tôi hỏi các Phật tử có quy chưa? Dạ quy rồi, tôi mừng. Tôi chỉ mừng rằng các vị đã quy rồi thôi. Các vị quy ai cũng được, tông phái nào cũng được, thầy nào, miễn các vị học Phật thôi. Còn các vị nói ma là tôi phải chuyển hướng à, nói tôi học ma là phải chuyển hướng à, còn nói là quy với quý thầy để học Phật thì được, cái nào cũng được. Mỗi một người nó có một nhân duyên với một vị thầy, với một cái chùa hay là một cái tông phái. Chính chỗ đó Phật mới chia ra nhiều tông phái đó chứ. Học Phật phải hiểu cái chỗ này mới được. Nhưng bản thân của chúng ta phải dựa vào trên nền tảng của những lời Đức Phật dạy này, mà để tìm mỗi một người nó thích nghi để tu tập, để giúp làm sao quan trọng nhất là mình đến được mục đích của mình muốn á, chứ không phải quan trọng về vấn đề tông phái pháp môn. Các vị phải nhớ vậy. Cho nên ở trong lời Đức Phật dạy rất là căn bản, mà đôi khi những người học Phật chúng ta không có dựa vào căn bản này thì chúng ta học mênh mông trời đất, học 5-10 năm cuối cùng quay trở lại gom trong tay không có một cái gì hết á. Có những người nói con học Phật 30 năm rồi thầy, con đi chùa 20 năm rồi thầy, con quy 30 năm rồi thầy, hỏi tam quy ngũ giới là gì còn không nhớ ra nữa. Xin thưa các vị, như vậy nếu học Phật mà không nhớ không hiểu cái đó làm sao hành trì? Và cái cốt lõi là ở chỗ này. Cho nên tất cả những học thuyết giáo lý của Đức Phật là nhằm giới thiệu những lời dạy của Đức Phật cho tất cả các vị chúng ta để học, để tập tu. Như vậy các vị học tu làm sao đúng với chánh pháp để giúp các vị có an lạc giải thoát là được. Ngay cái chỗ này là chỗ quan trọng. Cho nên trở lại một vấn đề nữa, đó là khi học Phật các vị phải học như thế nào. Những điều tôi nói vừa rồi nhằm như tính cách là giới thiệu những học thuyết cơ bản của Đức Phật trên căn bản của giáo lý năm thừa, để cho giúp các vị có một cái khái niệm về những cái học thuyết về Đức Phật là như vậy. Nhưng khi chúng ta học Phật là bổn thận chúng ta tự xét mình. Bây giờ mình muốn tu nhân thừa thì mình học sao? Thiên thừa học sao? Tinh văn duyên giác Bồ Tát thừa học sao? Và nói chung để tiến bộ trên con đường nhận thức đạo Phật thì buộc lòng người cư sĩ phải học Phật. Xin thưa các vị, thời gian qua tức là 5-10 năm trở về trước, đạo Phật chúng ta bị thiệt thòi rất nhiều ở phương diện này. Có nghĩa là Phật tử đi chùa 5-10 năm, 2-30 năm, có những người trọn cuộc đời 5-70 năm đi chùa, mà thật sự đi chùa chỉ biết tín ngưỡng và cung kính Đức Phật thôi. Có những người suốt đời đi chùa chỉ nghĩ là đi cúng dường Tam Bảo thôi là xong rồi, hay là đi chùa để tụng kinh niệm Phật thôi là xong rồi, thậm chí đi chùa là ăn chay như vậy. Chúng ta có một cái quan niệm rất là cơ bản như vậy, rất là đơn sơ như vậy.
Và thật ra mà nói, không có người để hướng dẫn giáo pháp các vị, không có điều kiện để giúp các vị có một pháp hội như thế này, để các vị hội tụ với nhau để học Phật Pháp, để hiểu Đức Phật Pháp. Người Phật tử chúng ta trong một thời gian quá khứ, do biến cố lịch sử và nhiều lý do khách quan, để cái người Phật tử chúng ta không biết Phật Pháp. Và chính chỗ đó cho nên chúng ta mới bị tà kiến đầu độc rất là nhiều. Chúng ta bị những học thuyết khác nó đầu độc vào, nó đi sâu vào trong quần chúng. Nó nói học Phật nó tệ bạc thế này, nó đơn sơ thế này, nó thấp kém thế này, nó thôi bây giờ bỏ đi, học cái này nó cao siêu hơn, nó thế này thế khác. Chúng ta không có học Phật cho nên không biết giáo lý Phật dạy gì, cho nên chúng ta dễ dàng từ bỏ những tín ngưỡng sẵn có của mình. Điều này xảy ra nhan nhản trong lòng quần chúng.